Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách ẩn hình ảnh có trong file Word. Giả sử như ở đây, tôi có một file Word. Trong file Word này của tôi á, nó vừa có nội dung, vừa có hình ảnh này. Bây giờ tôi sẽ kéo xuống. Thì các bạn thấy trong file Word này của tôi á, nó có các nội dung và có các hình ảnh. Tuy nhiên bây giờ á, tôi muốn các hình ảnh của tôi á nó ẩn đi. Chỉ giữ lại nội dung mà thôi để tôi tập trung vào nội dung. Thì tôi sẽ làm như sau cắt ẩn hình ảnh có trong file hoặc á thì các bạn chúng ta sẽ làm theo bước sau đây đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ vào tab file này sau đó các bạn chọn vào một option lúc này á một hợp thoại có tên là Word option đã xuất hiện bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Advanced bây giờ các bạn chúng ta sẽ kéo xuống các bạn kéo xuống cái mục là sub document content này sau đó các bạn chúng ta sẽ tích vào tùy chọn là sub picture play holder này nhớ tích vào tùy chọn này nha để chúng ta làm ẩn các hình ảnh có trong file word. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào OK này. Thì các bạn thấy lúc này á, file word của tôi nó chỉ giữ lại nội dung mà thôi. Còn các hình ảnh á, nó đã bị ẩn đi. Đó. Ở nơi có hình ảnh á, nó sẽ có một cái không viên như thế này để chúng ta biết là ở vị trí này nó có hình ảnh. Nếu mà các bạn chúng ta muốn đọc file này vừa có nội dung vừa có hình ảnh á, thì các bạn chúng ta sẽ vào tab View này. Sau đó các bạn tích vào một là Ritmo này. Đó các bạn thấy, đây là chế độ đọc này, nó sẽ phóng lớn toàn bộ màn hình. Vừa có nội dung chữ, lại vừa có hình ảnh này. Đó. Bây giờ tôi sẽ thoát ra khỏi chế độ là Ritmo. Tôi quay về chế độ là print layout. Còn nếu mà muốn làm hình ảnh nó xuất hiện quay trở lại lúc ban đầu á thì các bạn chúng ta làm ngược lại, vào tab file này, chọn vào option. Sau đó chọn vào tab ập vào. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ kéo xuống. Đây kéo xuống cái mục là Shop đã comment content và các bạn chúng ta tích bỏ ở cái mục là Shop Picture Play đi. Bấm OK. Thì lúc này á hình ảnh nó sẽ quay trở lại và nó không còn ẩn như lúc ban đầu nữa. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách ẩn hình ảnh có trong facebook Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn chúng ta đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.